Hôm nay ngày 21 tháng 5, cửa hàng Ba Trang lên clip giới thiệu cho mọi người lô máy cắt cỏ Nhật bãi. Thì số điện thoại cửa hàng bên em là 0976123370. Bác nào xem clip thì vừa xem xin like, đăng ký kênh một số thông báo. Thì cái lô này em lên là sẽ gồm có 11 cây cắt cỏ cho bác nhá. 11 cây cắt cỏ. Hàng bên em đã dọn nổ này, tuyển chọn các kiểu cho bác rất là ngon lành cành đào luôn. Rồi ok, em xin phép giới thiệu qua cái lô này. Đầu tiên đây có TG33 cực kỳ xuất sắc nhá. Hai con Mazu 32 này, hàng VIP luôn. Đấy, một con Qzit Echo, con này là 2625. Một con Echo CT24 nhá. Đấy. Đây, hàng dưới này là con Makita này, Brandy này, Makita này. Đấy, hai con Zobin cùng sợi cực kỳ VIP cho bác nhá. Rồi. Em xin phép giới thiệu chi tiết cái lô máy cắt cỏ ngày hôm nay. Đầu tiên là một con đầu máy Honda X25 25cc nòng 35 ly. Bán về cho các bác là thiết chế cháo nhá. Đây. Lốc máy này các bác nhé, Honda này. Series luôn này. 155 0861 nha các bác nhá. Đó. Điện thoại bên nhé, hơi kém. Con này thì 25cc. Con này thì em đã dọn nổ cho các bác, đã dọn nổ ok nhá. Tum rời, bố côn nhỏ. Máy còn zin nguyên bản luôn. Đây. Côn thiếc còn zin nhá. Con này tum rời, bố côn nhỏ. Các bác nào mua về chế cháo cái gì đó khá là ok. Đấy. Máy đã dọn nổ ok nhá. Con này các bác nào mua về chế cháo này, cái là bình xịt thuốc hay là có những cái bộ cần mà nó máy cắt cỏ tum nhỏ hỏng thì hỏng động cơ thì các bác có thể mua con này về, nó động cơ 4 thì nhá. Con này giá 1.300.000 bao ship. Rồi. Thì khi các bác mua hàng cái sản phẩm phục vụ máy cắt cỏ bên em, cái sản phẩm theo kèm sẽ gồm có lưỡi này, lưỡi cước và lưỡi dao nhá. Các bác không lấy lưỡi dao này, các bác có thể lựa chọn lưỡi dao tròn. Đấy. Đây là đồ vặn này và dây đeo. Ok. Đầu tiên em xin phép giới thiệu cho các bác con T1. Cắt cỏ T1 nhá. Con này là con Makita MM261 26cc nòng 34 ly. Con này là Makita ốp nhá. 26cc nòng 34 ly luôn. Bao các bác quật cước nhá. Khá là khỏe, chụp giật con này nó có trợ lực này. Con này giá 1.400.000 bao ship. Cái dòng Makita thương hiệu rất nổi tiếng luôn. Chạy chế qua ga ngang cực kỳ tiết kiệm nhiên liệu nhá. Đây, máy móc này, tay lái đùi nhá. Ok, test nổ luôn tiếng máy con đầu tiên cho bác này. Rồi, cái này thì giá là 1.400.000 bao ship nhá. 26cc 34 ly. Tiếp theo con số 2. Con số 2 đến từ thương hiệu, con này con Zobin này. Zobin. Mã của nó là ECO26, con này 26cc nòng 34 ly. Con này thì 26cc nòng 34 ly. Cái dòng Zobin, nó gọi là Zobin cổ ngốc. Con này thì bao các bác. Thứ nhất là nó con này chạy chế bắt bồ. Thứ nhất là nó rất tiết kiệm nhiên liệu. Thứ hai là chế gang ngang cực kỳ dễ dàng. Mình thay những cái màng bơm mà biết sau này đấy, màng bơm có chai. Thì thứ ba nữa là con này thì trọng lượng khá là nhẹ nhàng, chỉ rơi tầm 4 kg. Con này thì bao các bác cắt cỏ cho bò, cho cá hay là lên đồi lên nương các kiểu nhá. Đấy, làm đồi nương các kiểu rất là ok. Cần kiệt rất là đẹp, chân cỏ zin. Các bác phát những cây chít như này thoải mái luôn nhá. Con này rất là trâu bò luôn, cực kỳ ngon. Ok, test nổ luôn tiếng máy con này cho các bác này. Con này giá là 1.700.000 bao ship nhá. 26cc 34 ly, bao quật cước luôn. Đấy, chế lê đỏ này. Dòng này chạy rất là sướng. Zobin. Đây là sóng gốc này. Bác nghe tiếng găng thi rất là ngon nhá. Ok, con này giá 1.700.000 bao ship. Tiếp theo con số 3. Con số 3 là con đến từ thương hiệu Makita MM260. Con này thì siêu VIP luôn cho các bác nhá. Nói về thương hiệu Makita thì quá nổi tiếng rồi. Tất cả những cái máy cầm tay của nó là số 1 thế giới luôn. Con này bình xăng trắng bốc này. Bình xăng còn rất là đẹp nhá. Con này chạy chế Onbro, chế lê đỏ. Cái chế này thì nổi tiếng với độ tiết kiệm nhiên liệu, chế tự động, chế lê đỏ luôn. Nó không dùng cái khi các bác đóng xuống này thì mình giật khởi động nổ bùm cái thì mình ga lên, cái lê đỏ, lê đỏ nó sẽ tự bật lên nhá. Rất là tiện lợi luôn. Máy móc rất là đẹp luôn. Dòng Makita rất được các bác ưa chuộng.
Cái dòng này đi đi gạt thì rất là sướng. Đây, cần zin này, chắn cỏ, đầu bò zin, tay lái đôi nhá. Con này thì bán anh em giá là 1.800.000 bao ship con T3 này. Chạy cực kỳ tiết kiệm nhiên liệu, bao các bác bền bỉ luôn. Ok, em thử lên cái máy vào bác nhé. Đây, bây giờ cháu bóc này. Đó. Con này thì để găng ti hơi thấp nhá, máy nổ cực kỳ êm luôn, mình tăng găng ti một vòng nữa thì quá ok luôn, máy cực kỳ đẹp luôn. Con này bán anh em giá là 1.800.000 bao ship nhá. Ok, tiếp theo con T4, T4 này cũng là con Makita, con này cũng là con 262W nhá, rồi cao hơn con số T3, về tất cả thông số kỹ thuật nó đều là giống con T3, một cái thương hiệu đến từ Makita. 26cc 34 ly, chế lê đỏ cực kỳ vip xịn xò cho bác luôn. Chế này thì chạy bao tiết kiệm nhiên liệu cho bác nhé. Chế này nó đỉnh cao về, nếu để tiết kiệm nhiên liệu nhưng con chạy chế này thì tiết kiệm nhất. Đây, hình thức máy này rất là đẹp, thiếu mỗi cái thùng. Hàng này thì chạy bao ngon luôn, rất là êm, rất là nhẹ nhàng, rất tiết kiệm nhiên liệu. Ok, test nổ luôn tiếng máy con số T4, con này giá 1.800.000 bao ship nhé. Kỳ êm luôn. Những cái dòng này các bác đi gặt lúa thì tuyệt vời luôn nhá. Giá 1.800.000 bao ship. Tiếp theo, số T5. T5 là con đẹp xuất sắc này, con là con Zobin. Zobin này, Zobin tum rời. Đây, các bác nào muốn mua con máy tum rời các bác có thể lựa chọn con này nhá. 26cc 34 ly. Máy cực kỳ đẹp này, bình xăng này. Đẹp trắng bóc luôn. Tem ma của nó này. Quá đẹp luôn nhá, bình xăng này. Đây, đèn mark này. Con này thì đẹp đến xuất sắc 90% luôn. Đây, cái đèn này. Quá đẹp luôn này. Con này thì nó là tum rời. Các bác nào muốn mua con máy tum rời các bác có thể lựa chọn con này. Tum rời mình về chế cháo và gắn bình xịt thuốc này, hay máy bơm nước đều ok nhá các bác nhá. Máy quá đẹp luôn. Đây. Con này thì không thể chê ở đâu rồi. Con này là 26cc, dòng 34 ly, ốc nó ốc 7 màu luôn. Đây, công tắc con này làm đây nhá, ô biếc này, trắng bốc luôn này, quá đẹp luôn. Ok, test nổ luôn tiếng máy con số T5, con này giá 1.800.000. Đây, máy cực kỳ mạnh luôn. Rồi, tiếp theo T9. T9 này con siêu phẩm, con này cũng là đến từ thương hiệu Zobin. Con này thì máy đẹp đến 95%. Về thiếu hàng, về hàng thiếu một cái hộp thôi nha các bác nhé. Một màu vàng, con nào muốn mua con máy màu vàng thì có chọn con này. Vàng rất là, đây màu lông gà con, rất là dịu mắt luôn. Đây, bác nhìn tum tiếc nó này. Bình xăng này, bô này, quá đẹp luôn. Con này thì tum rời, bố con nhỏ. Đây, con là muốn mua siêu tầm thì bác chọn con này nhé, con này mới 95% luôn. Đây, cần máy này, đầu bò chống giảm giật luôn nhá, quá đẹp luôn. Chắn cỏ zin 26cc, lòng 34 ly, cực kỳ xuất sắc luôn. Con này nó chạy chế ăn bồ rồi nhá, bao tiết kiệm nhiên liệu, quá đẹp luôn. Tùm trước này, xuất sắc luôn. Con này đẹp 95%, con này giá là 1.900.000 bao ship. Vẫn còn cái riêng lớp đạm này, Zobin. Rất là êm nha các bác nhá. Ok, test nổ luôn tiếng máy cho bác này. Con này thì vì là máy mới nên là rất là nhẹ nổ luôn. Máy nổ cực kỳ êm đẹp luôn. Bác nhìn em giật này. Đây, trẻ con giật nổ nhẹ nhàng luôn. Con này máy này thì giật nhẹ nhàng vì là nó ngoài máy mới nên rất là mới nên rất là dễ nổ luôn. Con này giá là 1.900.000 bao ship, cực ngon luôn.
26cc 34 ly. Kê tiếp theo T7. T7 con đến từ thương hiệu Echo AT24 24cc dòng 34 ly. Con này thì bao các bác quật cước, bao các bác tiết kiệm nhiên liệu, bao các bác nhẹ nổ. Con này chụp giật có trợ lực cho các bác chưa. Thứ hai là con này nó chạy tum nhôm, vì nó là dòng Eco này nên giật chạy cực kỳ tiết kiệm nhiên liệu. Con này thì chạy bao ngon cho bác luôn. Đây tum nhôm. Các bác thích Echo thì các bác chọn con này, các bác nào dùng quen Echo. Nói chung là nếu mà để mức độ phổ biến về máy bãi dùng ở Việt Nam, bất kỳ máy cưa hay máy cắt cỏ thì thằng Echo này nó được ưa chuộng nhất. Thứ hai nữa là nó có tích hợp với tay gáo bóp này. Đấy, rất là ngon. Đây, cần đây, cần zin này. Đầu bò nhá, còn nguyên cái lớp chống quấn cỏ này. Ok, test nổ cho bác con này nhá. Tốt luôn. Ok, con này giá 1.700.000 bao ship. Rồi tiếp theo, con số 8. Con này là con Echo, đời rất là mới luôn. Con này là Echo 26. Con này là 26-25 này. Dòng này rất là nhiều các bác ưa chuộng. Con này thì nó có trợ lực, máy còn rất là đẹp này các bác này. 26cc dòng 34 ly. Có trợ lực này. Đấy, cái này thì có tay ga bóp hệ nhá, rất là ngon, cần zin cực đẹp luôn. Con này thì chạy bao ngon luôn cho bác nhá, rất là tiết kiệm nhiên liệu nhá. Echo 26cc 34 ly, giá chỉ là 2.000.000 bao ship cho bác. Ok, test nổ luôn tiếng máy con số T8 này. Con này giá 2.000.000 này. Ok, em test nổ cho bác nhá. Cục tắc à. Bác ở đây cho các bác nhá. Em sẽ giật lại cho các bác này. Ok, dòng này thì chạy bao ngon cho bác luôn nhá, rất là tiết kiệm nhiên liệu. Dòng này dòng hãm tua, máy chạy cực kỳ bền cho bác luôn. Giá 2.000.000 bao ship, công nghệ đời mới bây giờ. Rồi tiếp theo con T9. T9 là T10. Hai con đến từ thương hiệu Mazuyama. Hai con Mazuba 2 nhá. Đây, máy rất là đẹp luôn. Hai con này là 32cc, nòng 38 ly. Đây, các bác chọn con nào chọn nhá. Để nói về cái dòng này thì nó, bác muốn mua con máy mà mạnh, quật cước mà tiết kiệm nhiên liệu thì các bác lựa chọn con này nhá. 32cc, nòng 38 ly. Cái thứ hai nữa là hai con này nó đều là tum rời này. Các bác nhìn này, tum rời. Ốc áng này còn rất là đẹp nhá. Tum rồi, mình có thể chế cháo gắn bình xịt thuốc hay máy bơm nước, cực kỳ vip luôn. Đây, cần zin hết. Đấy, đầu bò chống quấn cỏ luôn cho bác. Hai con này quá đẹp luôn, hai con màu vàng, vàng óng luôn. Ok, test nổ luôn tiếng máy con là T9 và T10 cho bác nhé. Bơm xăng đã. Cực mạnh luôn. Máy nổ rất là ngon. Đây, giá 2.500.000 bao ship rồi. T10. T10 cũng giá là 2.500.000 bao ship nhá. Ok, test nổ luôn từ máy của bác này. 32cc nòng 38 ly, con này cực kỳ mới, cực kỳ đẹp luôn nhá.
Ok. Đó lấy gió về nhá. Quá đẹp, dây giật quá đẹp luôn. Hai con này thì nó sẽ Mazu này thì lốc máy này các bác này, máy rất là đẹp nhá. Made in Japan này. Đây. Made in Japan nhá. Vướng một cái dây. Ôi chà. Vướng một cái dây dẫn xăng này lên. Đây. Made in Japan này các bác nhá. Đó, hai con Mazu này. Rất đẹp luôn. Giá đều là 2,5 triệu. Được, ok. Con cuối cùng ngày hôm nay T11 là một con đến từ thương hiệu Kawasaki TG33. Con máy này thì cực vip cho các bác luôn. Cực kỳ ngon. Con này là 33cc lọc 36 ly. Để nói về cái độ mạnh thì trong cái lô ngày hôm nay con này nó là siêu mạnh luôn. Để nói độ bền bỉ, cái dòng Kawasaki các bác dùng qua rồi thì các bác biết nó rất là bền bỉ luôn. Máy cực kỳ khỏe. Đấy, con này con TG33. Con này thì tum rời này, bố con lớn này. Các bác nhìn này, máy cực kỳ xuất sắc nhá. Cái dòng này về bên em về hàng thì các bác rất là chuộng, vì thứ nhất là nó cái giá thành nó rất là phải chăng, thứ hai là độ mạnh và cái độ bền bỉ thì nó có thể nói là sẽ đứng số 1 số 2 luôn. Con này giá 2,5 triệu bao ship nhá. Đấy, tuôn, cho tuôn lên sóng. Ok. Con này là đây. Thứ hai nữa là cái đầu bò này, ba ốc này, các bác nào mà đam mê đi gặt hay là mình mua những cái lồng gom cỏ thì các bác có cái đầu bò này rất tiện lợi, như đầu bò zin của nó nhá, cực kỳ ngon luôn. 33cc, lòng 36 ly chạy cực kỳ mạnh luôn. Con này thì bao các bác quật cước, xới đất, khoan đất các kiểu ok luôn, những động cơ này các bác tháo ra gắn ở máy khoan đất hay là lên luống các kiểu cực kỳ ok. Rồi, con này giá 2,5 triệu bao ship, em sẽ test nổ luôn tiếng máy con này cho các bác này. Nổ cực kỳ êm đềm luôn. Đây, đóng lê gió này, quên không mở lê gió nữa. Khủng khiếp luôn nhá. Con này thì bán anh em giá là 2,5 triệu bao ship. Siêu khỏe luôn. Ok, bao nào quan tâm sản phẩm có thể liên hệ qua số điện thoại 0976123370. Cảm ơn tất cả mọi người theo dõi video. Chào tất cả mọi người.